mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại. Cái gì vậy? Tự nhiên mới vô đánh tôi là ai? Cái gì vậy? Ai mới quấn tôi? Tôi không biết, tôi không nói là cài đánh đâu. Trời, ok. Mà hai xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Hôm nay bộ tộc da đỏ thổ dân bọn mình đùa thôi. Ok, thì hôm nay bọn mình sẽ cái gì vậy tìm mày làm gì vậy? Ok, thì hôm nay bọn mình sẽ làm cái gì thì anh em đọc tiêu đề thì anh em cũng biết rồi phải không? Hôm nay mình sẽ cắm trại ở trên mây đó, anh em nhìn trên trời kìa, thấy không? Đó, cái đám mây bự khổng lồ luôn. Thì hôm nay mình sẽ cắm trại là có Timmy với lại một vị khách mời, đó chính là Kyron TV đẹp trai xấu bối. Ok, có cái gì muốn nói với mọi người không Kai? Và hello, xin chào các bạn cũng trở lại đến với channel của Phong Cặn. Mình là Kyron này và các bạn nhớ like, share, subscribe trên channel của mình nữa nha. Trời, quảng cáo. Ok, thì ở đây mình có chuẩn bị một ít đồ này để chúng ta cắm trại á. Thì mình chính là cái người đã mời mọi người đi cắm trại, cho nên mình sẽ là người phải gọi là sao ta, tổ chức, có nghĩa là mình sẽ xây trại, làm đủ thứ để cho mọi người có thể cắm trại được luôn. Đó, thì giờ mình sẽ lấy đồ nha. Đây, thật ra đây những cái đồ chúng ta có thể cắm trại được nè. Đó, mình sẽ lấy nha. Ủa, anh em có hiểu sao không? Hay có nhiều kim cương vậy không? Hôm nay mình sẽ không phải là cắm trại bình thường, xây cái trại nhỏ xíu đâu. Mình sẽ xây cho anh em nguyên một cái tòa lâu đài ở trên mây luôn để cho mọi người cắm trại. Trời ơi, ghê không? Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ lên mây nha. Nhưng mà giờ sao để lên mây đây? Làm sao để lên mây đi? Nè, ôi cửa nè, đâm vô. Tào lao, cái này để xuống địa ngục. Ủa, đúng rồi Kai, ông hình như ông là da xua đúng không? Ông thử ông dùng sóng gió, ông chỉ vừa dùng lốc gió mà ông cuốn lên đó coi. Được không? Trời ơi, rất là nguy hiểm đó nha. Mọi người chuẩn bị chưa? Thử đi. 1 2 từ lò bò, từ lò 1 2 3. Ủa sao mày vậy? Trời ơi, chắc cái kiếm giỡn rồi. Ủa đúng không? Mình quên mất là thằng kiếm của mình. Ủa? Đỉnh lắm mà ta, đó nè. Ủa giờ làm cách nào để mình leo nó được đây ta? Bây giờ mình đang rất là khó nghĩ luôn, không biết làm cách nào có thể qua được ta. Làm cách nào để có thể lên trên mây để cắm trại được ta? Đúng rồi mọi người ơi, ở trong Midi World có cách nào để có thể bay được không? Có cái gì có thể giúp mình bay được không vậy? Nhớ là chúng ta cần có một cái móc, tôi nghĩ là nhưng mà làm sao để móc lên trở được ta, xa quá trời luôn á. Đúng rồi, cái móc nó không thể nào móc lên cho nó được. Giờ hình như đúng rồi, tôi nhớ rồi, có cái tên lửa mà đeo gì trong lưng á. Tên lửa hợp lý. Bây giờ tôi nghĩ là tên lửa hả, hình như là tôi quên chuẩn bị rồi phải. Chắc là giờ mình phải tự chế rồi mấy mọi người ơi. Ôi không sao thôi, mình tự chế thôi, cái gì đâu, bình thường mà. Để tôi làm cái màn chế tạo nha. Đó, khoan đã, tìm đi đồ rồi. Bao nhiêu mới chơi sao mới chết mà hồi sinh lại là. Ok rồi, tôi sẽ đặt ra, mình sẽ thử nha. Đâu rồi ta? Máy móc đúng không? Bên thường phần máy móc đúng không ta? Ủa, cái đó để mình chế ra ha, sắt cái nè. Đây sắt nè. Đó, sau đó chế ra. Có cái này mình sẽ chế tạo luôn. Đây. Rồi kim cương nữa. Kim cương mình để dành lại để tí nữa mình xây. Rồi bấm vào phần máy móc nè, không biết có cái đồ bay không ta, để xem coi. Hình như là không rồi. Cái đồ bay đây, bấm vô xem nha. Cái đồ bay này chúng ta cần thổi sắt với lại một thùng dung nham với lại khói đá điện. Ok, thì dịch bọn mình sẽ đi kiếm cái này nha. Bây giờ trước tiên chúng ta cần dung nham đi, thì mình sẽ chế tạo một cái xô bằng sắt đi để mình đi xuống đó, mình xuống địa ngục mình múc một ít dung nham đó. Có cái cổng địa ngục ngay đây luôn nè. Ngoài đi giờ chúng ta sẽ qua bên địa ngục để lấy dung nham nha. Bên này không có cổng để về mấy ba ơi. Chết tôi luôn rồi. Ủa giờ sao vậy ta, chết tôi luôn rồi. Quên, mình có cách. Trời ơi, bình thường xuống đây mình không có cổng luôn. Thì ở đây có một lần mình với anh Mr. Vịt đã cắm trại ở bên ở trên dung nham á, thì bây giờ nó vẫn còn nè, anh em thấy không? Giờ mình sẽ kiểu mình có cách để về rồi, chúng ta chỉ cần sử dụng đến cái gì ta, cái tấm đó rồi sao ta? Tấm dịch chuyển, đúng rồi, không biết ra đi ở dưới đây mình dùng tấm dịch chuyển được không ta? Bấm vô kho nè. Được. Đây tấm dịch chuyển. Ok, mọi người tự chuẩn bị vậy nha. Ok, tôi lấy rồi. Rồi lên đây. Rồi sao vậy? Tự sát đi Kai, đỡ tốn. Ok, để xem nha, để coi còn thiếu gì không nha, để coi. Hai xô dung nham sắt mình đã có rồi, bây giờ mình cần có lông vũ mịn. Lông vũ hả? Bây giờ kiếm đâu ra đâu? Có con gà. Ok, cây gậy rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, con gà cây giết nó lấy lông. Giết nó lấy lông. Đừng. Mình lấy kéo mình cắt lông nó là được chứ gì? Tào lao, kéo sao mà cắt lông nó được? Chỉ có cắt lông của con cừu được thôi à, chứ không có cắt lông của con gà được. Đúng rồi. Ủa bây giờ lông ở đâu, kiếm đâu ra lông đây? Nếu mà có ông
Ơi mọi người, hình như tôi nhớ là không chỉ là có con gà nó có lông, hình như con vịt nó cũng có lông luôn phải không? Đúng rồi, con nào mình chẳng có lông, con nào mình chẳng có lông, trời ơi nó cái gì vậy? Thiệt tình. Đúng rồi, hình như mình nhớ hình như là con vịt nó cũng có lông nữa. Ok. Bây giờ tôi sẽ tranh thủ tôi tới nhà của ông mít vịt. Mọi người đứng đây đợi để tôi nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi đến nhà của ông mít vịt. Ui, kìa mọi người kìa, mình thấy rồi nha. Ông Mr. Dịch đang đứng ở đó kìa. Ok, chuẩn bị nha. Bây giờ mình sẽ tới mình lấy lông vịt thay vì mình lấy lông gà. Đó, mình có sẵn một cái gậy trên tay nè. Ok, chuẩn bị nha. Ôi. Ok anh em, thì bây giờ mình đã có được lông vịt rồi đây. Ok, bây giờ mình sẽ chế tạo cái tên lửa nha. Đâu rồi trang bị nè. Kéo xuống đây. Phần tên lửa, mình còn khói đá điện nữa. Hồi nãy mình có đi là một ít gì ta, đá điện rồi. Bây giờ mình sẽ chế tạo thành khói đá điện nha. Đâu rồi máy móc, đây mình sẽ chế tạo nè. Đó, rồi bấm vào phần trang bị. Chúng ta sẽ, đâu rồi. Đây, nó có màu này nè. Đó, vậy chúng ta đã chế tạo được rồi. Đó, ok. Ôi, chế tạo được 3 cái luôn nè. Đủ cho mọi người luôn nè. Cái này của Timmy nè, lấy. Rồi, còn cái này của Karen nè. Có rồi nè, cái có rồi nè. Mặc vô. Mặc vô. Ok, chuẩn bị bay lên trên đó nha. Ok. Bay lên trên đó nè. Bay vậy hả? Đúng rồi. Ôi coi chừng cũng đầu nha, coi chừng cũng đầu nha. Cái gì vậy? Sao trên đám mây mà rét không vậy? Ôi trời. Ủa cái gì vậy? Sao ở trên cái đám mây mà rét không vậy trời? Dọn đi. Đúng rồi. Mọi người phụ tôi dọn rác đi. Trời ơi, cái gì đâu mà trên đám mây mình đi cắm trại mà rét không vậy? Dọn. Trời ơi. Ơi có hai con cừu nè. Trên đám mây mà còn có hai con cừu nữa, không hiểu luôn. Thôi kệ kệ nó đi. Đúng rồi, mình giữ lại, đúng rồi. Làm vườn. Đúng rồi, mình giữ bằng nó lại để mình nuôi trên đám mây luôn. Ok, sạch chưa? Ok, sạch sẽ rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xây dựng một cái tòa lâu đài ở trên đây nha. Ok, thì mọi người xây phụ tôi nha. Bây giờ tôi xây cái khung ra xong mọi người sẽ xây phụ tôi nha. Đây. Ok. Đây để tôi canh cái khung cái đã. Tòa lâu đài chúng ta sẽ xây quay về hướng này đi. Đó, đầu tiên là 1 2 3. Đó, xây cái cột hình vuông như thế này. Xong xây ra như thế này nè. Tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách xây lâu đài đơn giản nhất đó. Rồi, xây thêm một cái cột hình vuông thế này nữa cho nó kéo dài qua đây. Ghê nha. Ghê. Ok, ra tìm. Hay. Ok, rồi chúng ta sẽ xây thêm một cái cột hình vuông thế này nữa rồi xong mình xây qua đây tiếp. Rồi. Mấy cột hình vuông này là gì vậy? Bộ nhà tù hả? Không, mấy cục hình vuông này là một là cái chậu để mình, trên cái tòa lâu đài. Mình đó mình chạy lên đó, chợ Timmy đồ này. Timmy đồ đúng ok. Ok rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần xây cao lên thôi, tôi coi. 1 2. Vậy qua đây bọn tôi xây phụ cho. Đúng rồi, quăng qua đây training cho hết vậy. Ok, bây giờ tôi nghĩ là tôi sẽ xây cái này cao 5 ô nha. Đó nè, tôi vứt kim cương cho mọi người xây tòa lâu đài bằng kim cương luôn nha. Đó. Ok, mọi người chia cho nhau đi, phụ tôi xây với. Ok, rồi. Mình sẽ xây trước tiên mình sẽ xây mấy cái cột này lên cao lên cái đã. Đó. Cái cột này sẽ cao tổng cộng là 8 ô. Đúng ta 8 ô phải không? 8 ô còn mấy cái bức tường chúng ta sẽ xây là cao 7 ô thôi nha. Chết rồi, con cừu nó vô đây rồi. Trời làm sao vậy? Trời ơi, vậy cái con cừu nó bị nhốt vô nó luôn rồi. Từ từ. Giờ mình làm cách nào mình đuổi nó ra đây, đi ra. Đi ra con, đi ra. Cái nó chạy ra nãy chạy ra kìa, chạy ra. Đi ra. Ok rồi, xây lên đi. Ok. Rồi. Bây giờ mọi người sẽ xây mấy bức tường lên nha. Đó, xây mấy bức tường chúng ta sẽ xây mấy bức tường này cao 6 ô nha. Đó, xây mấy bức tường này cao 6 ô. Tôi sẽ ok. Canh cho mọi người. Hết kim cương rồi. Còn có cục nè, cho Timmy nè. Đó. Đó rồi, xây bức tường bên đây ra trước đi. Xây bức tường bên đây ra trước đi rồi mình tính sau. Đó. Woo! Gì vậy? À xây nó 6 ô đúng không? Đúng rồi. Đó. Tòa lâu đài bằng kim cương luôn, vãi chưởng, thật là sợp. Đó, bên đây cũng vậy luôn. Nếu mọi người hết kim cương thì nói thì nói tôi nha, tôi sẽ lấy cho mọi người. À. Rồi, đó. Thấy là có khuôn rồi đó nha, đấy là có khuôn rồi đó, đừng là hấp dẫn. Đó, ok, từ bay ra ngoài kìa. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đặt mấy cái kiểu mà giống như là trên mấy cái tòa lâu đài nó kiểu nó có mấy cái răng á. Mình sẽ đặt lên, đó. Tại sao lại đánh tôi? Có đánh đâu trời. Ê ông có mũi khoan không? Ông có mũi khoan không Phong? Mũi khoan hả? Ok, để từ tôi chế tạo. Đó. Rồi bay qua đây nè. Qua đây nè.
Phong ơi. Dây. Cây đã hóa xác rồi. Ủa cây chết hả? Cây chết. Ủa rồi cái tên lửa của cây đâu rồi? Mang xuống cho cả đây cái tên lửa. Cái tên lửa cho nó bị quăng xuống vô bị Tôi mang xuống trong rồi chứ quăng xuống là âm chết nữa. Ôi rồi. À tên lửa của ông nè, đó. Rồi thanh kiều tử nó không lên được lửa. Ông mà không lên được ai cắm trại chúng tôi đó. Bay lên. Đó, ồ cái tòa lâu đài nhìn cũng đẹp quá nha. Đó. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ tranh thủ mình xây tiếp tục cho xong cái tòa lâu đài luôn, mình sẽ quay trở lại nha anh em. Ok, bây giờ mình sẽ làm thêm cái hàng rào để mình trang trí. Đó. Đâu ta? Ở đây. Hàng rào gỗ như đây chưa đủ hả? Đâu rồi? Mấy hàng rào gỗ đâu? Bên phần kiến trúc đúng không? À đây kiến trúc. À. Nhầm. Ok rồi, bây giờ mình sẽ lên trên đó, lên trên lầu mình trang trí nha anh em. À, đi ra tìm mì. À, trang trí vào nè. Cho nó có chút màu sắc, nhìn cho nó đậm đà hương vị, hiểu không? Đậm đà hương vị. Đó, vào đây. Đây mình đã xây xong cái lâu đài này đó anh em, thấy không? Đó, vậy là mình đã xây xong cái lâu đài trên mây rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta cắm trại sinh tồn trên đây nha mọi người. Ok. Rồi, vui chơi nha anh em ơi, quẩy lên. Quẩy lên nào, quẩy lên. Quẩy lên em ơi, quẩy lên. Quẩy lên nào, quẩy lên. Ôi. Ủa cái gì vậy? Ồ ai vậy? Ai vậy? Xin tự giới thiệu với người ta đây, chính là Tiên Bồng Nguyên Sói. Ta đang quản lý bầu trời này. Tại sao ngươi dám xây một cái tòa lâu đài to lớn như vậy mà không xin phép ai hết hả? Ủa cái gì? Thiên Bồng Nguyên Sói hả? Để tôi bay lên tôi coi cái gì? Thiên Bồng Nguyên Sói? What? Ủa rồi cái tôi xây dựng cái lâu đài ở đây là tôi cắm trại để tôi làm video cho mọi người xem thôi, đâu có gì đâu. À, ngươi cắm trại mà ngươi không xin phép ta, không xin phép ai hết hả? À? Ngươi quả là coi thường tất cả mọi người ở trên bầu trời và coi thường cả ta luôn sao? tôi xin lỗi, tôi bay lại gần. Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy Thiên Bồng Nguyên Soái nha. Trời ơi. Đi xuống dưới, đi xuống dưới. Ai cho ngươi dám đứng kế ta hả? Ủa rồi bây giờ sao? Bây giờ tôi quay clip cho mọi người xem thì tôi say thôi, có liên quan đến ông không trời? Bây giờ ngươi đã phạm pháp rồi, ta sẽ trừng phạt ngươi, ngươi có tin không? Ôi sợ quá, trừng phạt cách nào? Sợ quá. Ngươi đây đã phạm pháp rồi mà bây giờ còn dám ra mặt rồi bố láo cái kiểu ha, được rồi. Cái gì? Cái lâu đài của tôi. Phạt cho ngươi đó. Phạt cho những kẻ dám không xin phép hả? Ủa cái này cái lâu đài của tôi mà sao ông phá cái lâu đài của tôi vậy? Ôi cái gì vậy? Ta sẽ phá tất cả là lâu đài của ơi. Chạy trời ơi ghê quá trời, gặp tự nhiên xong gặp cái ông gì vậy trời. Chạy ôi trời anh em ơi. Trời ơi hôm nay mình làm video cắm trại cho mọi người xem ở trên bầu trời, tự nhiên xuất hiện cái ông gì Thiên Bồng Nguyên Sói gì, cái ổng kêu mình là xây dựng lâu đài mà không xin phép ổng, cái ổng phá hủy cái lâu đài của mình luôn rồi. Ôi trời, cái lâu đài của tôi. Tôi không sao cả, dù sao mình cũng đã thực hiện được cái nhiệm vụ cái thử thách là cắm trại trên bầu trời rồi. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà anh em thích video thì đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero, chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV, Camui TV và Kairo TV, để subscribe ủng hộ cho các bạn nha. Ok, các thành viên trong team Hero nha. Bye bye. Mình đi đây, trời là trời. Thôi công Thiên Bồng Nguyên Sói ông bắt mình lại, cái ông chọi cho mình thêm mấy quả bom chắc mình chết thôi, mình đi đây. Tạm biệt anh em. Bye bye, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt.